Sáng ngày 4 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố sau những ồn ào về bộ máy nhân sự của ban quản lý này trong thời gian gần đây. Ông Bùi Xuân Cường, đương chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều động bổ nhiệm chức vụ trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Ông Cường từng giữ chức vụ này từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 8 năm 2015. Cùng với việc ra quyết định điều động bổ nhiệm ông Bùi Xuân Cường giữ chức vụ trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng ra quyết định miễn nhiệm chức vụ trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố đối với ông Lê Nguyễn Minh Quang kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2019. Trước đó ông Quang đã có đơn xin nghỉ việc tại ban quản lý đường sắt đô thị, chức vụ trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố tương đương giám đốc sở.